Thưa quý vị, sau 3 ngày diễn ra hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023, cuối ngày nay sự kiện đã kết thúc. Đây là hội chợ quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là thành công, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với hơn 160 gian hàng, trong đó có 25 doanh nghiệp Đà Nẵng. Trong đó có không ít doanh nghiệp lớn cùng các tập đoàn đa quốc gia. Hội chợ đã trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, công nghiệp công nghệ cao, dệt may và các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khác mở rộng theo chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng. Sau 3 ngày diễn ra hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã kết nối được các đối tác, đã ký kết cung ứng sản phẩm đơn hàng về trước mắt cũng như lâu dài. Qua 3 ngày triển lãm hội chợ, em đã có những cái đối tác, cụ thể là làm 8 cái bồn cho nhà máy bia trị giá 1,2 tỷ, cũng như là có nhiều đối tác đang gửi bản vẽ để em tiếp tục làm những sản phẩm dịch vụ cơ khí inox. Dạ, cảm thấy cái hội chợ triển lãm đây rất là hữu ích, cũng mong là sắp tới có những cái hội chợ như thế này. Em thấy tổ chức rất là bài bản, rất là tuyệt vời. Tôi được hai cái kết nối, một là cung cấp vật tư linh kiện tiêu hao cho ngành điện tử, điện tự động với nhà máy Sumino Nhật Bản tại Nam Hà. Là tôi là với họ là dạng B2B, và một cái nhà máy thứ hai là Mabuchi Motor, thì họ có nhu cầu làm bo mạch. Từ tôi liền nghĩ ngay anh em đồng đội của chúng tôi, đó là công ty Trung Nam chuyên sản xuất bo mạch, thì giới thiệu kết nối cho họ sản xuất bo mạch trên 1 triệu sản phẩm. Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, trong 3 ngày diễn ra hội chợ cùng các hội thảo hoạt động bên lề, sự kiện đã thu hút gần 2.700 lượt người, chủ yếu là các doanh nghiệp đến tham quan tìm kiếm mua bán sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp tham gia hội chợ đã ký kết được các đơn đặt hàng, cung ứng sản phẩm, thiết lập quan hệ đối tác làm ăn. Đặc biệt tại sự kiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Việt Nam đã ký kết với Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Cục Công nghiệp về hợp tác triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực miền Trung và triển khai hỗ trợ 2 doanh nghiệp tại Đà Nẵng là công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Tân Long và nhà máy sản xuất chip của công ty Trung Nam về sản xuất thông minh. Đây là cơ sở bước đầu để tính toán tiếp tục mở rộng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, hình thành hệ sinh thái Samsung. Trong cái đợt hội chợ này, ngoài cái việc mà liên kết với nhiều cái đơn vị sẽ biết đến công ty để có những sản phẩm chúng tôi đến với các công ty khác và các khách hàng khác, thì chúng tôi còn được vinh dự là tập đoàn Samsung đã chọn để mà làm huấn luyện cho thành cái nhà máy thông minh. Đấy là điều mà rất vinh dự cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng là sự trợ giúp của nhà máy của công ty tập đoàn Samsung thì chúng tôi sẽ có một bước phát triển mới. Thì chúng tôi thấy là thứ nhất á, là cái số lượng các cái doanh nghiệp tham gia gian hàng cũng khá đông, và với một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo và có chất lượng về các cái sản phẩm tham gia ở gian hàng. Dự kiến á, khoảng gần 50 doanh nghiệp được kết nối với nhau. Có rất là nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm được cái đối tác và triển vọng sẽ trở thành những đơn hàng, thậm chí những đơn hàng khá là lớn. Đấy là một cái cơ sở rất là quan trọng để các đơn vị sau cái hội chợ này sẽ tiến đến tìm hiểu sâu hơn và có những cái sản phẩm để hợp đồng để kết nối ra những cái kết quả cụ thể. Tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, thị trường hẹp, nên để tổ chức được những hội chợ triển lãm quy mô như thế này là cả một thách thức và nỗ lực không nhỏ đối với Đà Nẵng. Hơn bao giờ hết, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Đà Nẵng sẽ tiếp tục có thêm những sự kiện như thế này để giúp doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng, kết nối cung cầu, tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước, liên kết các doanh nghiệp Việt Nam với những doanh nghiệp đa quốc gia.